ớt gì mà nhìn như một khúc phá lấu rồi còn giống như cái lồng đèn, như cái chuông, ngộ hay mọi người. Nhìn cái cây ớt này á, mình cứ liên tưởng tới mấy cái cây mà ở trong chùa mà treo mấy cái dây đỏ đỏ đó, người ta hay còn gọi là cây tình duyên á mọi người. Một phần á là vì cái trái ớt trên cây nó nhiều, một phần á là vì cái trái này nó dài nữa nên nhìn nó đỏ lè cả nguyên một cây à. Mà cái trái ớt này rất ngộ nha, nó dài nhưng mà da của nó thì không có trơn láng mà nó nhăn nhúm và nó quéo quéo lại giống như một cái khúc phá lấu gì đó. Cái chỗ này thì mình tưởng tượng hơi kỳ nhưng mà mình cũng không biết diễn tả làm sao cho nó hợp nữa. Ớt này á thì cái ngoại hình của nó cũng khá giống với ớt sừng nhưng mà cái vị của nó thì rất là khác. Khi mà ăn á thì cái phần vỏ nó sẽ có cái vị ngọt nhiều và có cái vị chua cũng nhiều, nhưng mà khi cắn trúng vào cái hột á thì nó khá là cay nha. Túm lại á là cái cây này nhìn rất là đẹp mắt, sum xuê. Một loại ớt nữa mà khiến mình phải trầm trồ cả buổi khi nhìn thấy đó là cái trái ớt này nè. Theo mình tìm hiểu thì nó là một cái giống ớt có cái tên gọi là ớt vương miện, hay là người ta còn gọi nó với nhiều cái tên như là ớt lòng đèn, ớt chuông Giáng sinh, ớt quả lắc. Khi chín thì cái ớt này nó cũng có màu đỏ thường thấy, nhưng mà cái vị nó như thế nào thì mình không biết bởi vì mình chưa có ăn thử. Lo ngắm quá đó, chứ không thôi là cắn một cái để cho biết vị nó ra làm sao rồi. Đây đều là những cái loại ớt ăn được và nó còn có cái hình dáng đẹp lạ nữa. Ngoài những cái ớt này á, thì theo mình biết ở Đà Lạt còn rất nhiều loại ớt kiểng nữa nha. Chủ yếu là trồng làm cảnh vì cái trái nó nhiều màu và nó rất là xinh, nó đủ hình dáng hết. Có dịp á, thì mình lại tìm những cái loại đó và mình giới thiệu đến các bạn hen.